5 con giáp bất ngờ trúng lớn, đổi đời giàu to năm 2024, năm Giáp Thìn. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng đạo sĩ Tử Thông trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết trời sinh mỗi người một số mệnh khác nhau. Có người thì gặp vận nạn trong cái thời điểm này, làm ăn thất bát, tán gia bại sản. Nhưng lại có người cứ như là được thần tài cho lộc, làm một được 10, tiền bạc cứ ùn ùn chạy về túi, thậm chí là có cơ hội trúng số đổi đời, trở thành đại gia trong tức khắc. Theo các chuyên gia tử vi tân huy học, có 5 con giáp trong năm 2024 chắc chắn sẽ được nhận lộc trời ban, trả sạch nợ nần, tiền tỷ cầm tay, thành công nối tiếp thành công. Từ tiền bạc, công danh sự nghiệp cho tới cái tình duyên thì đều có những cái bước phát triển vô cùng là thuận lợi, tốt đẹp. Và nếu như những con giáp này biết tận dụng cái cơ hội thì chắc chắn sẽ giàu có đổi đời, tiền tỷ cầm tay, tiêu xài không bao giờ phải lo nghĩ. Nhưng sẽ rất đáng tiếc nếu như mà các bạn bỏ lỡ mất cái cơ hội hiếm có này. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của Tử Thông trong video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, chúng ta biết năm 2024 là năm Giáp Thìn đúng không ạ? Con giáp may mắn đầu tiên mà chúng ta phải kể đến đó chính là những người tuổi Mão. Tuổi Mão là một trong những con giáp được trời thương Phật độ, càng ăn ở hiền lành, càng phúc đức thì lại càng có lộc lớn. Đó. Năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Mão có thể nói là một năm chưa phải là thuận lợi lắm. Thưa quý vị, năm 2024 năm Giáp Thìn thì cũng không phải là một năm mà thuận lợi với những người tuổi Mão, dù đã thoát khỏi cái năm tuổi nó bị chi phối. Song dưới sự che chở của thần Phật độ mạng, bản mệnh vẫn có thể bình an vượt qua những khó khăn, những cái thách thức, biến hung thành cát, tự tin trên cái con đường công danh sự nghiệp của riêng mình. Có nhiều thời điểm mà các bạn cũng thấy nản lòng vì mọi thứ không được diễn ra như cái ý muốn của mình. Tinh thần mệt mỏi, áp lực công việc và tiền bạc trong thời gian này cũng gia tăng khá nhiều. Con giáp này không phải là những người không có năng lực, nhưng mà trong năm 2024 lại gặp rất nhiều trở ngại. Có những cái việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng mà khi thực hiện lại phát sinh ra vô số những khúc mắc, những rắc rối. Tiền bạc kiếm được cũng không hề dễ dàng. Những người làm tư hoặc là những người làm chủ lại càng gặp khó khăn nhiều hơn. Nên thận trọng trong chuyện đầu tư kinh doanh, kẻ đã thất thoát về vận trình là tiền bạc tài lộc. Càng như vậy thì người tuổi Mão lại càng nên bình tĩnh, không nên nóng vội trong cái mọi quyết định của mình, tránh những cái sai lầm nó nối tiếp sai lầm. Đó. Nếu giữ được cái đầu lạnh thì gia chủ vẫn có thể là nhìn ra được những cái điểm sáng nhất định và cơ hội có thể chuyển mình ngoạn mục trong năm 2024. Có thể thấy may mắn của những người tuổi Mão trong năm nay thì không có nhiều, nhưng dù chỉ là những cái cơ hội mong manh thì vẫn được những người tuổi Mão tận dụng một cách cẩn trọng và trân quý. Không thể phủ nhận rằng những người tuổi Mão luôn chịu thương chịu khó, có những mơ ước và hoài bão rõ ràng, bản mệnh dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với những cái thử thách, chinh phục những khó khăn và không ngừng hoàn thiện cái bản thân, chứ không hề ỷ lại vào cái số phận. Vì vậy, dù vận đổi sao rời thì những con giáp này vẫn có thể có được cái thành công, công thành danh toại. Nhìn chung năm 2024 thì những người tuổi Mão lại càng gì có những cái thành tích, chăm chỉ, càng cố gắng thì không phải lo cái chuyện cơm áo gạo tiền. Dù phải đổi lại bằng nhiều cái công sức, nhưng mà các bạn sẽ thấy rất tự hào về những cái quá trình mình đạt được những cái thành tựu đó. Vậy nên trong thời gian này, để hóa giải những xung sát thị phi và mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mở trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn không ai khác đó chính là những người tuổi Hợi. Thì nhờ được thời trời thương Phật độ, ăn ở hiền lành đức độ, mà những người tuổi Hợi cũng là một trong những con giáp được trời thương Phật độ. Tuổi Hợi cũng được dự đoán là sẽ nhận được cái sự phù hộ độ trì của thần Phật trong năm 2024, biến nguy thành an, biến các thách thức thành cái cơ hội cho bản thân, tạo ra những cái bứt phá mạnh mẽ. Bản thân con giáp này thì sống lại biết có trước có sau, luôn quan tâm đến những người khác. Với cái tính cách ôn hòa, biết đặt mình vào vị trí của những người khác để suy nghĩ thấu đáo. Nên là gì? Có nhiều cái mối quan hệ chất lượng, quý nhân thì luôn vây quanh. Quan trọng hơn là các bạn không tham lam quá và cũng dễ dàng học cách buông bỏ những cái dục vọng để tâm thái luôn được bình thản hơn.
Theo dự đoán của các chuyên gia tử vi tâm linh học, thì trong năm 2024, những người tuổi Hợi dù vận khí có phần là kém sắc hơn so với năm 2023 năm Quý Mão, nhưng mà cũng không có bất lợi. Hung cát đan xen, tốt xấu thì nó song hành. Nhiệm vụ của các bạn là nhìn ra được những con đường phù hợp của mình để tránh xa những cái điều mà không hay khiến các bạn dậm chân tại chỗ. Nhìn chung, nếu muốn cái cuộc sống nó lên hương thì những người tuổi Hợi sẽ phải tự tạo ra cái may mắn cho chính bản thân mình vào năm 2024 thay vì là gì? Ôm cây đợi thỏ. Thành công cần phải được đánh đổi bằng cái sự phấn đấu quyết liệt, nên là có sự đổi mới trong cái tư duy lẫn cái cách thức làm việc của mình. Còn nếu mà không chịu thay đổi, giữ cái tâm thái ỷ lại, lười nhác thì việc gì cũng khó có thể hoàn thành, khó duy trì được cái mức sống trung bình. Đó. Thì đây là một năm bản mệnh khá là nghiêm túc với các dự án của mình. Kể cả những cái người mà trước đó không quá quan tâm đến cái chuyện tiền bạc, thì đến năm 2024, gia chủ sẽ không còn có được cái cuộc sống vô tư như trước đây nữa. Mọi thứ có thể sẽ không được suôn sẻ từ đầu tới cuối, nhưng bằng sự quyết tâm nỗ lực của mình ấy, kết quả là vẫn sẽ gì rất hứa hẹn với những người tuổi Hợi trong thời gian này. Với những người làm công ăn lương, bạn nên tâm niệm làm nhiều thì hưởng nhiều. Càng làm việc chăm chỉ ở cái thời điểm hiện tại thì càng dễ được lãnh đạo công nhận và được mọi người quý mến giúp đỡ, có được cái sự tin tưởng của người khác. Khi đó thì cái tiền lương hay là các mức đãi ngộ khác cũng sẽ được tăng lên rất nhiều lần trong thời gian này. Do đó, mặc cho những cái xui xẻo nó luôn rình rập trong năm 2024, những người tuổi Hợi vẫn có thể an toàn chăm chỉ bởi gì? Bản mệnh ăn ở hiền lành thì nhất định sẽ được trời thương Phật độ và giúp cho quý vị có thể vượt qua mọi sóng gió, bứt phá đi đến cái thành công. Trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc cho mình trọn đời. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong năm 2024 là Giáp Thìn mà chúng ta phải kể đến, đó chính là những người tuổi Ngọ. Kính thưa quý vị, theo các chuyên gia tử vi học dự báo, năm 2024 năm Giáp Thìn là một năm được đánh giá khá là tốt với những người tuổi Ngọ. Vận trình thì khởi sắc, vận khí thì lên hương. Khi đó bản mệnh sẽ đón nhiều cái chuyển biến tích cực ở các phương diện. Theo đó, dù là công danh sự nghiệp hay là cái tài chính thì đều sẽ thuận lợi hơn trước rất nhiều. Tuy vẫn chưa đạt được cái mức độ bùng nổ, nhưng mà có những cái tín hiệu đáng mừng cho những con giáp này nhờ cái sự nỗ lực bấy lâu nay của các bạn. Năm 2024 thì những người tuổi Ngựa có thể là tự tin thể hiện hết cái khả năng của mình, thể hiện hết cái tài năng của mình trong cái sự nghiệp và cũng sẽ đạt được những cái thành công rực rỡ. Công việc thuận lợi thì tất nhiên là cái thu nhập của những người tuổi Ngọ trong thời gian này cũng sẽ được ổn định hơn trước. Những người làm ăn kinh doanh thì có sự nhạy bén và có tầm nhìn nên là luôn nắm bắt được cái cơ hội và thu về những cái lợi nhuận cao. Không chỉ vậy, cái sự khéo léo trong giao tiếp còn giúp cho những người tuổi Ngọ ấy kết giao được với nhiều quý nhân. Do đó, nếu mà gặp phải sự cố hoặc có những khó khăn nào trong công việc thì bạn bè xung quanh sẽ chủ động tư vấn giúp đỡ, là chỗ dựa tinh thần cho những người tuổi Ngọ trong thời gian này. Bởi vậy, những cái xui xẻo, những cái vận xui của những người tuổi Ngọ sẽ biến mất nhanh chóng, nhường chỗ cho những cái điều tốt lành nhất. Điều này mang lại nhiều cái lợi ích cho tương lai của bản thân những người tuổi Ngọ. Có thể nói, phúc khí của những người tuổi Ngọ trong thời gian này thì vô cùng là dồi dào. Bản thân những người tuổi Ngọ còn được thần Phật che chở, nên dù có gặp khó khăn trắc trở thì cũng sẽ được tìm được ra lối thoát riêng cho mình, biến nguy thành an, sớm muộn gì thì cũng gì gặp rồng hóa phượng. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa dẫm vào cái may mắn mà không có cái sự nỗ lực phấn đấu của chính bản thân của mình ấy, thì chẳng có cái thành công nào sẽ được bền vững. Do đó, bản mệnh hãy tự nhắc nhở bản thân mình cần phải trân trọng và nắm bắt lấy cái vận may hiện tại, tận dụng điều đó làm cái bàn đạp để tiến xa hơn nữa, và cái cơ hội nó không chờ ai cả. Vì thế mà quý vị đừng có bỏ lỡ cái cơ hội may mắn này. Trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong năm 2024 là Giáp Thìn thì đó chính là những người tuổi Dậu. Những người tuổi Dậu vừa được thần Phật che chở độ mạng lại được cục diện là Thìn Dậu là nhị hợp. Vậy nên đây cũng là một trong những con giáp được thần Phật che chở phù hộ mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Dậu.
Những người tuổi Dậu có thể yên tâm và tự tin thể hiện và thực hiện những cái ước mơ, những cái hoài bão của mình, bởi các bạn đang có rất nhiều cái sự hậu thuẫn, cả may mắn, nó đang tiến gần hơn trong cái mục tiêu cân bằng cuộc sống của mình. Những người tuổi Dậu trong năm 2024 cũng cho biết những con giáp này sẽ có cái bước nhảy vọt gấp nhiều lần so với năm 2023. Các cát tinh nó soi chiếu vận khí của những người tuổi Dậu trong thời gian này cũng được tăng lên một cách đáng kể. Đó. Càng làm thì càng có lợi, tiền bạc gia tăng không ngừng. Thậm chí năm 2024 còn hứa hẹn là cái năm để cho những người tuổi Dậu ấy lấy lại được những cái gì mà mình đã mất ở thời gian trước đó, năm 2023. Trong thời gian này thì những người tuổi Dậu luôn giữ cái thái độ tích cực và quan trọng là trong cuộc sống ấy. Nhờ vậy họ được coi là cái mẫu người điển hình trong những người thu hút cái vận may về tài lộc. Làm gì thì họ cũng sẽ được cái sự tỏa sáng và linh hoạt hơn. Tầm nhìn thì cũng được nâng cao, khả năng phân tích vấn đề của con giáp này cũng được đánh giá đẩy lên một cái bậc thang mới. Rất có lợi cho cái việc phát triển cái sự nghiệp của mình. Chính vì vậy, trong năm 2024 Giáp Thìn, cho dù bất cứ cái dự án gì mà quý vị bắt tay vào công việc ấy, thì họ cũng sẽ đều hoạch định được cái tài chính hợp lý, mở rộng được cái cơ hội và kiếm thêm cái thu nhập về mình. Túi tiền của những người tuổi này thì càng ngày càng rủng rỉnh, cuộc sống thì cũng thêm phần là thư thái hơn. Tuy nhiên, với những người tuổi Dậu ấy thì cái cuộc sống thăng trầm nó không thể nào biết trước được. Đó. Những cái may mắn mà những người tuổi Dậu đang có rất có thể sẽ khiến cho tiểu nhân dòm ngó đố kỵ. Các bạn chớ nên chủ quan để kẻ xấu hãm hại mình. Đó. Xong, trong thời gian này quý vị cũng không nên quá lo lắng. Cứ ăn ở đức độ, chăm chỉ làm việc thiện thì cái số phận tự khắc sẽ an bài và những cái điều xứng đáng nhất sẽ dành đến với các bạn. Dường như là những cái may mắn mà bản mệnh được hưởng trong năm 2024 cũng là điều mà được quy định sẵn. Bởi vậy, các bạn hãy trân trọng và nắm giữ chúng thật chắc để phát huy tối đa cái năng lực của mình, thu về cái lợi nhuận đầy túi. Trong thời gian này, để hóa giải cái hạn tiểu nhân và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hóa giải những xung sát thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc cho mình trong năm 2024 Giáp Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong năm 2024 Giáp Thìn này không ai khác, đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, phần lớn những người tuổi Tỵ đều có cái khí chất phú quý và cái năng lực phi thường. Con giáp này thông minh, lại có cái đầu óc kinh doanh nhạy bén. Vì vậy mà con đường quan lộc của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng khá là tốt. Cái điều này nó thì thể hiện khá rõ ràng trong năm 2024. Các chuyên gia tử vi học cũng đã dự đoán năm 2024 năm Giáp Thìn là một năm khá bình ổn, ít biến động đối với những người tuổi Tỵ. Nhưng mà nếu có cái sự chủ động và có quyết tâm cao độ thì bản mệnh vẫn hoàn toàn có thể là tìm được những cái hướng đi mới, tươi sáng. Tự mình làm chủ cái vận mệnh và phát triển theo cái cách mà bản thân mình mong muốn. Công việc trong năm của những người tuổi Tỵ có thể chịu ảnh hưởng khó khăn chung của cái thời cuộc mà ít nhiều bị cái áp lực công việc nó đè nén. Nhưng mà kèm theo đó là cái cơ hội vươn lên khẳng định cái vị thế của mình trong tương lai. Tuổi này tiếp thu các kỹ năng cần thiết khá là nhanh, nhận được cái sự yêu mến của lãnh đạo. Không những vậy, đối nhân xử thế mẫu mực và nho nhã tử tế, bản thân họ cũng rất tích cực giúp đỡ mọi người xung quanh, chăm chỉ làm việc, hành thiện tích đức. Chính vì cái lẽ đó mà những người tuổi Tỵ thì thường được cái sự che chở phù hộ của Đức Phật. Một đời sống trong cảnh là bình an, tai ương, hoạn nạn thì cũng sẽ sớm được vượt qua. Vì vậy mà cái vận trình tài lộc trong năm 2024 năm Giáp Thìn của những người tuổi Tỵ cũng khá là thịnh vượng. Con giáp này có thể nâng cao cái mức thu nhập nhờ cái nỗ lực và cái trí tuệ của bản thân. Có thể bản mệnh có may mắn đồng hành, nhưng mà những gì mà họ có 3 phần là do trời phú, còn lại 7 phần là do cái sự tự thân vận động, nỗ lực hết mình của họ. Nhìn chung con giáp này cứ sống tử tế, sẵn lòng giúp đỡ những người khác thì năm 2024 sẽ không phải quá lo lắng nhiều, bởi cái hoàn cảnh nào cũng sẽ được thần Phật che chở độ mạng, có phúc tinh nó soi chiếu. Nhờ vậy mà cái nguồn tài chính của những con giáp này cũng sẽ được phất lên như diều gặp gió, tiền bạc thì rủng rỉnh. Nếu những người tuổi Tỵ mà một lòng hướng Phật thì cái phúc khí nó lại bao bọc càng nhiều, cuộc sống lại càng thêm viên mãn, hạnh phúc đủ đầy. Đó,
Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp gia tăng cái vận may về tiền bạc và tài lộc cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ 5. À thưa quý vị, như vậy là gì? Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Và tổng kết lại thì trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì chúng ta sẽ có 5 con giáp được trời thương Phật độ, may mắn cứ liên tiếp ùn ùn kéo đến. Đó là những tuổi sau. Thứ nhất là những người tuổi Mão. Thứ hai là những người tuổi Hợi. Thứ ba là những người tuổi Ngọ. Thứ tư là người tuổi Dậu. Và thứ năm là tuổi Tỵ. Đó là 5 con giáp được trời thương Phật độ, giàu sang phú quý, đủ đầy trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong năm 2024. Nếu mà quý vị biết nắm giữ cái vận may của mình, nắm biết được, bắt được cái vận thế của mình thì sẽ có cơ hội đổi đời, trở nên giàu có trong phút chốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.